Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 ở Dầu Tiếng, phấn khởi nhận lệnh và chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để bước vào cuộc sống quân ngũ. Mọi công tác chuẩn bị giao quân đã được huyện thực hiện chu đáo, góp phần động viên tinh thần cho các thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường với quyết tâm ra đi là chiến thắng, trở về là vinh quang. Năm 2024, Dầu Tiếng phát lệnh gọi nhập ngũ 189 trên 180 chỉ tiêu. Tỷ lệ dự phòng là 5%. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 73%. Trình độ học vấn từ lớp 12 trở lên đạt hơn 27%. Có 3 đảng viên chính thức trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, đợt giao quân này, huyện có 39 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an. Càng gần đến ngày giao nhận quân, các cấp ủy đảng, chính quyền và ban chỉ huy quân sự địa phương càng tập trung cao độ, ra soát chặt chẽ từng khâu, từng bước nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương có kế hoạch hội trại tổng quân, kế hoạch lễ giao nhận quân và phối hợp với công an xây dựng kế hoạch bảo vệ trong những ngày tổ chức cái hội trại và tổ chức lễ giao nhận quân. Tranh thủ trước khi lên đường tổng quân, thanh niên Lê Duy Thành Giang ở xã Minh Tân gom thật nhiều củi xếp vào bếp cho cha mẹ. Với thành tích học tập ấn tượng ở bậc học phổ thông cũng như đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi tốt nghiệp, Giang nhanh chóng có được việc làm ổn định. Tuy nhiên, khi biết tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Giang sẵn sàng tạm gác lại công việc để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nỗi canh cánh của Giang là cha mẹ đã lớn tuổi cũng vơi đi khi gia đình em nhận được sự quan tâm chăm lo của các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương. Được sự hỗ trợ từ chính quyền cũng như là những hàng xóm hỗ trợ những lúc mà ba mẹ khó khăn để em an tâm lên đường cũ và hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ. Ngày gia đình cũng mừng con trúng tuyển nghĩa vụ, mong con lên đường làm để hoàn thành nhiệm vụ, ba mẹ ở nhà cũng giữ sức khỏe. Nhờ thực hiện tốt công tác bình cử công khai, ba gặp bốn biết, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ ở Dầu Tiếng đều xác định rõ tinh thần trách nhiệm bảo vệ quê hương đất nước, khi những ngày tới đây sẽ được khoác lên mình màu áo lính thiêng liêng. Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và là nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Nên em nghĩ là em nên đi rèn luyện cơ thể, ý chí để sau này cứng cáp hơn. Hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân đã đến gần. Trong niềm kỳ vọng, tự hào của gia đình địa phương, các thanh niên trúng tuyển ở Dầu Tiếng đã sẵn sàng lên đường, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương.